đưa cái đống này ra là chết tôi rồi. Có ăn được không vậy? Giờ được mới. Còn nóng không? Êm quá. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Cơm còn hơn bánh đúc. Rồi đẹp rồi. Sao phải chậm vậy ta? Tại sao cái tốc độ nó chậm vậy ta? Một cái đẹp vô bình thường. 2, 3, vô. Mời cả nhà. Yeah. Mời. Thách mày.